Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel tô vẽ tranh trên kiến thức của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người để hoàn thành bức tranh hình một cực cây cùng với một ông mặt trời nha. Các bạn cùng mình theo dõi hết video để cách mình tô màu cho bức tranh này nhé. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha các bạn. Mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút chì màu để hoàn thành cho bức tranh của mình ngày hôm nay. Và đây là bộ bút chì màu của mình. Về ông mặt trời thì mình sẽ sử dụng màu vàng để tô cho hình ảnh ông mặt trời của mình nhé. Và đây là hình ảnh ông mặt trời sẽ được mình tô với màu sắc đó là màu vàng nhé. Và đây là hình ảnh ông mặt trời đã được mình hoàn thành cho các bạn nhé. Tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu nâu. Nâu này là nâu đen nha các bạn. Mình sẽ tô màu lá cây là màu xanh nha mọi người. Để tô cho cái phần thân cây. Các bạn yêu thích màu đậm thì các bạn có thể tô nhiều lớp hoặc là tô mạnh tay giúp mình nha. Phần chú ong này bây giờ mình sẽ tô màu cho phần cánh là màu phần thân là mình sẽ tô màu tím chút nào rồi. Đây là phần thân của cây đã được mình tô với màu sắc là màu nâu đen nhé. Mình sẽ sử dụng đến màu xanh để tô cho cái phần lá của cây nhé. Và đây là phần lá của cây mọi người nhé. Cánh này bên phần sau thì mình sẽ tô màu xanh lá đậm nhé. Và đây là phần lá cho cái phần cây của mình với màu sắc đó là màu xanh lá cây. Và mình sẽ tô mạnh tay để lấy được cái màu đậm như các bạn. Mình sẽ tô lần lượt cho hết cái phần tán lá này với màu sắc đó là màu xanh nhé. Và đây là phần tán lá. Đây nha mọi người, đây là bức tranh mà mình đã tô màu cho hình ảnh một chú ong đang hút mật của bông hoa nha mọi người. Và chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo cho cái mẫu tô màu này mình nhé. Và cái video mà mình đã hướng dẫn cho mọi người cách tô màu hình ảnh một chú ong đang hút mật. Và mình đã tô xong phần tán lá các bạn nhé. Tiếp tục mình sẽ sử dụng đến màu xanh nhạt hơn nha để tô cho cái phần lá hoa. Và phần thân, phần lá hoa nha các bạn. Và phần thân các bạn nhé. Mình sẽ sử dụng đến màu hồng để tô cho phần bông hoa. Và mình sẽ tô đến màu đỏ
cái phần bông hoa tiếp theo nha. Và mình đã hoàn thành xong bức tranh hình ảnh về một cây và ông mặt trời của mình các bạn nhé. Và đây là tác phẩm của mình ngày hôm nay nha các bạn. Và như các bạn thấy ở trên tay của mình là bức tranh hình ảnh về một cây, hai bông hoa và ông mặt trời đã được mình hoàn thành bởi rất là nhiều các phân loại màu sắc. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu được của mình để hoàn thành những bức tranh này nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe YouTube mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.